kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến chúng ta đang đến gần với ngày đại lễ mừng chúa giáng sinh chỉ còn ít ngày nữa thôi không biết chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn mình như thế nào để cho ngôi hai thiên chúa ngự vào hôm nay chủ nhật thứ tư mùa vọng chúng ta cùng nhau lắng nghe lời chúa và cùng nhau chia sẻ một chút tâm tình Hy vọng qua bài chia sẻ này giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình một cách tốt hơn và có một mùa giáng sinh an lành và đầy tràn niềm vui của Chúa hài đồng. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy bà Maria trỗi dậy vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Judea, bà vào nhà ông Zakaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hãy nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc bởi đâu tôi được mẹ thiên chúa tôi đến viếng thăm vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào hai anh liền nhảy mừng trong lòng tôi phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến chúng ta đã bước vào tuần thứ tư mùa vọng chỉ còn ít ngày nữa thôi là toàn thể giáo hội long trọng mừng ngày chúa giáng sinh đem ơn cứu độ đến cho nhân loại trong chúa nhật thứ tư mùa vọng hôm nay chúng ta được nghe tin mừng của thánh luca nói về một cuộc gặp gỡ giữa thiên chúa và loài người trong cuộc sống chúng ta thấy hàng ngày có biết bao nhiêu những cuộc gặp gỡ những cuộc thăm viếng nhau gặp gỡ nhau trên bình diện con người thì chúng ta thấy những cuộc gặp gỡ cấp cao trên toàn thế giới đến các châu lục vùng miền trên quốc gia là dễ thấy nhất vì tv truyền thông báo chí truyền thanh đăng tải rất nhiều những tin tức hàng ngày và có nhiều vấn đề nhiều sự việc liên quan đến nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, y tế, kỹ thuật, nhân văn, xã giao, làm quen. Những người làng xóm thân quen, bạn bè, máu mủ ruột thịt gặp nhau, thăm hỏi nhau và giúp đỡ nhau. Đó là chuyện bình thường hàng ngày diễn ra như cơm bữa Vậy cuộc thăm viếng của Đức Maria có ý nghĩa gì? Và có vấn đề gì hay không? Chuyện của Đức Mẹ đến thăm bà Elizabeth, chị em họ hàng với nhau và giúp đỡ nhau trong thời kỳ sinh nở. Có phải là chủ đề để chúng ta bàn tán hay không? Nào là Đức Maria có lòng bác ái? Nào là Đức Maria khiêm nhường khó nghèo mau mắn, vội vã lên đường. Nào là Đức Maria có tinh thần phục vụ? Vâng, còn nhiều nữa thì cũng tốt thôi. Nhưng ở đây không chỉ dừng lại ở cuộc gặp gỡ thông thường giữa Đức Maria và bà Elizabeth, mà muốn nói đến trung tâm điểm của cuộc gặp gỡ là chính Đức Giêsu đang ở trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria đã viếng thăm và cứu chuộc dân người. Đức Giêsu đến viếng thăm vì còn là thai nhi nên cậy dựa nương nhờ vào Đức Mẹ. Mẹ con bà Elizabeth thân hạnh được Đức Giêsu thăm viếng đầu tiên nên mới có niềm vui chào tràn và bà đã thốt lên bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Khi hải Nhi giê -xu chào đời theo bản tính con người rồi cuộc sống lớn lên thì các cuộc thăm viếng của Ngài xảy ra như thế nào? Chúng ta ai cũng biết rõ. Nhất là ba năm xuất đầu lộ diện giới thiệu nước trời, loan báo tin mừng, nguồn gốc của Ngài, tình yêu thương tha thứ theo đường lối của Thiên Chúa. Vậy cuối cùng hậu quả của việc thăm viếng là gì? Là bị bắt, bị sỉ nhục và bị đóng đinh treo trên cây thân cây gỗ. Trong ba năm lang thang đây đó rao giảng và được người ta đón tiếp như thế nào? số người đón tiếp ngài quả là quá ít ỏi ngày hôm nay suy nghĩ về cuộc gặp gỡ của đức maria và bà elizabeth chúng ta cũng liên tưởng đến những cuộc gặp gỡ của chúng ta trong mỗi phút giây của cuộc đời có biết bao nhiêu những cuộc gặp gỡ nhưng những cuộc gặp gỡ đó có đem lại niềm vui cho chúng ta hay không hay những cuộc gặp gỡ đó chỉ là những cuộc gặp gỡ tạp nham vô vị, buồn thảm. Nói và nghe biết bao nhiêu chuyện tào lao thiên tạc. biết bao nhiêu câu chuyện nói cười ồn ào ầm ĩ giả tạo để che lấp sự cô đơn trống rỗng trong lòng chúng ta và biết bao nhiêu những tâm sự ì xèo tỉ tê để củng cố địa vị cái tôi con người của mình Và cũng biết bao lần đưa chuyện người khác Hoặc lên la cầu cứu vì sự thê thảm của lòng mình Và lại cũng biết bao lần chúng ta gào thét ầm ý không đâu Để mua vui, để lấy lòng người khác Ước gì những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày Những lời nói là những tiếng tung hô ngợi khen Chúa vì những việc kỳ diệu chúa đã thực hiện cho đời chúng ta cho người chúng ta gặp gỡ ước gì những tiếng nói những nụ cười là những kinh nghiệm sống những khám phá những ngỡ ngàng của tình thương yêu âu yếm trong những công việc nhỏ bé đều đặn hàng ngày hay những biến cố bất chợt xảy đến để chứng tỏ được rằng một đức chúa đang sống đang hiện diện đang yêu thương đang liên đới mật thiết với từng cuộc sống con người ước gì niềm vui và hạnh phúc ở nơi mỗi người chúng ta là chính chúa amen